Chào các bạn, hôm nay thì Tiến sẽ quay trở lại khu dân cư An Phú Hưng và cập nhật lại cái giá chào bán của cái căn nhà căn gốc hai mặt tiền. Đây là cái mặt tiền đường số 40. Đây là cái hướng này là đường số 40 các anh chị. Còn cái hướng bên tay phải chúng ta là cái mặt tiền đường số 25. Thì căn nhà này thì nó có một cái vị trí là cực kỳ đắc địa. Nơi đây thì rất nhiều xe cộ lưu thông qua lại cũng như di chuyển về các hướng như là khu đô thị Phú Mỹ Hưng và các hướng như là khu Tân Quy Đông và đi về Lotte cũng như là kết nối về trung tâm Sài Gòn. Đây là cái mặt trước của căn nhà này. Thì trước khi đi vào những cái thông tin mô tả về giá bán cũng như chiều ngang, chiều dài và diện tích sàn và kết cấu bên trong như thế nào thì chúng ta cùng điểm sơ qua những cái hình ảnh bên ngoài và những cái hình ảnh về xung quanh của căn nhà này cũng như là xác định được cái vị trí địa lý của căn nhà đang chào bán nó tọa lạc ở đâu trên cái bản đồ Google Maps. Qua cái thước phim này thì Tiến sẽ cố gắng làm thế nào để trình bày cũng như là diễn tả cho các anh các chị không những ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà trên mọi miền đất nước, có thể là khách hàng trên internet có thể hiểu được là cái căn nhà này nó nằm ở đâu trên cái bản đồ thành phố Hồ Chí Minh và có dễ hình dung hơn qua cái sơ đồ mà Tính xây dựng lên. Đây là cái mặt tiền đường số 25 nha các anh chị. Mặt tiền này thì có lưu lượng xe lưu thông rất là nhiều để đi về cái khu như Phú Mỹ Hưng, đi ra cái bệnh viện Pháp Việt và bệnh viện Tim Tâm Đức, kết nối vào trục đường Nguyễn Lân Bằng và đại lộ Nguyễn Văn Linh. Còn đây là cái khoảng công viên cây xanh và sông nước ở phía trước của căn nhà chúng ta đang chào bán. Đây là một cái khoảng xanh thật sự là mà nói là nó giống như là một cái khu bên khu dân cư ven sông đó anh chị. Rất là giống khu dân cư ven sông. Các bạn thấy đó, đây là cái này là nó không phải là sông mà nó giống là nó là phải có tên gọi là kênh rạch bàn. Khu đó là kênh rạch bàn mà. Còn đây là mặt trước của căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta là từ cái mép cây này đi ngang ra bên góc nha các bạn. Còn cái rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái sơ đồ họa đồ vị trí của căn nhà đang chào bán và chúng ta sẽ quay trở lại mô tả chi tiết sau. Ngay cái chấm này nè, ngay căn góc ngay cái mũi tàu này nè là căn nhà chúng ta đang chào bán. Từ căn nhà mà chúng ta di chuyển về chỗ siêu thị Lotte thì trong phòng 1,5 cây số. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cầu Kinh Tẻ và khoảng tầm chừng 2 cây. Đây là cầu Kinh Tẻ. Đây là đầu cửa ngõ ra vào quận 7, là giữa kết giao giữa quận 7 và quận 4. Đây là điểm đầu vào quận 7, là trung tâm của quận 7. Rồi chúng ta sẽ đổ xuống quận 4 và di chuyển qua quận 1. Thì ở khu vực này thì nó di chuyển về trung tâm Sài Gòn chỉ mất khoảng tầm chừng 5,6 cây số. Trong phạm vi di chuyển tầm chừng 10 phút di chuyển là đến nghe các anh chị. Rất là gần. Các anh chị có thể dễ hình dung hơn qua cái họa đồ vị trí do Tiến xây dựng lên và muốn trình bày cho các anh chị thấy là trên cái màn hình. Anh chị có thể dễ hình dung hơn, chạy một thẳng một đường là đến trung tâm Sài Gòn. Chưa đến Phú Mỹ Hưng nữa mà, cho nên là ở vị trí nó rất là gần. Từ đây chúng ta còn chạy thêm một đoạn nữa mới đến Phú Mỹ Hưng. Còn cái vị trí này là cái chợ Bến Thành, là trung tâm của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Sài Gòn là chợ Bến Thành nha anh chị. Từ vị trí chợ Bến Thành đi về căn nhà của ta đang chào bán thì trong phạm vi 5,2 cây số thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái căn nhà đang chào bán cũng như là mô tả những cái thông tin pháp lý về căn nhà chào bán cho các anh chị được nắm thông tin như sau. Căn nhà chúng ta là ngay chỗ căn gốc đó. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển các máy quay trực diện căn nhà và mô tả về cái thông tin chiều ngang, chiều dài cho các anh chị xem ha. Rồi đây là cái mặt bên hông Tính đang đứng ở trục đường số 40. Quay trực diện vào căn nhà bên hông này. Cái chiều dài của căn nhà là nó dài là 20m. Và chiều ngang của căn nhà là 7m nha các anh chị. Do đây là căn gốc hai mặt tiền, đường số 40 và đường số 25. Cho nên thì nó vặt gốc thì tổng diện tích đất còn công nhận là 128m². Giá đang kêu bán là 32 tỷ. Thì giá này cũng không thay đổi so với trước đây Tín đã làm video. Cái giá này thì cũng có khách trả rồi nhưng mà nó chưa đến được cái giá kỳ vọng của chủ nhà, cho nên thì căn nhà vẫn còn đang rao bán là 32 tỷ. Thì không biết là ai sẽ là người có duyên để sở hữu cái căn nhà này, một căn gốc hai mặt tiền. Căn nhà này thì được xây dựng theo cái kết cấu là một tầng hầm, một tầng trệt, một tầng lửng và hai tầng lầu cộng sân thượng.
Nhà này thì được thiết kế là có thang máy nha các anh chị. Với tổng diện tích sàn của căn nhà lên đến là 432m2. Pháp lý thì đã hoàn thiện sổ hồng đầy đủ rồi. Và có cái hai view, view nhìn trực diện ra công viên An Phú Hưng, mặt tiền đường số 25 cũng như là mặt tiền đường số 20, đường số 40. Với cái giá bán 32 tỷ thì mắc hay rẻ? Nói chung thì cái giá này vẫn có thể là mua được. Cái căn nhà này nó phát huy hết cái công năng của nó, có như là các bạn có thể ở và kinh doanh hoặc là cho thuê đều rất là tốt, và treo bán hiệu công ty cũng rất là tốt. Một cái căn góc hai mặt tiền, đây là một cái vị trí mà căn góc rất là hiếm. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý vào màn hình để cùng tiến di chuyển góc máy quay ra cái công viên để cho các anh chị cảm nhận được cái xung cảnh xung quanh của căn nhà và những cái hình ảnh ngay cái vị trí căn nhà đang chào bán nó có những cái đặc điểm gì trên phim ảnh. Con đường này thì là con đường 40, có cái lộ giới lên đến 16m, xe cộ lưu thông qua con đường này và kết nối vào trục đường số 25 cũng di chuyển ra trục đường số 9 chạy qua Tân Mỹ và kết nối vào trục đường Nguyễn Lương Bằng ra khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ở đây thì nó nằm ở giữa Phú Mỹ, mình mô tả như thế nào cho các anh chị ở tỉnh dễ hình dung hơn. Ví dụ như là mấy anh chị mà muốn đến Phú Mỹ Hưng á thì phải đi qua đây mới đến Phú Mỹ Hưng. Ở đây thì nó nói ra là nó gần hơn Phú Mỹ Hưng nha anh chị. Vì về trung tâm nó gần hơn thì nhiều khách hàng ở tỉnh người ta không hình dung được là Phú Mỹ Hưng nó ở đâu ở quận 7. Ừ, An Phú Hưng nằm ở đâu? Để cho mọi người dễ hình dung hơn như thế này. Từ Sài Gòn, từ chợ Bến Thành, các bạn chạy qua tới An Phú Hưng, chạy qua hết An Phú Hưng rồi mới đến Phú Mỹ Hưng. Là nói chung là chúng ta nằm ở chính giữa đi, cho mọi người dễ hình dung. Đây là đường số 40, đường này lộ giới là 16m. Từ đây chạy thẳng lên là cái khu dân cư Tân Quy Đông mà Tiến cũng hay làm video á. Từ chỗ này thì mình di chuyển về cái chỗ siêu thị Lotte mắc quận 7 chỉ tầm chừng 1,5 cây số thôi, rất là gần. Trên phim ảnh thì các anh chị thấy là căn nhà cái góc hai mặt tiền này thì nó có một cái vị trí cực kỳ đắc địa đó. Không biết ai là người sẽ mua được nó. Còn đây là cái góc quay ở bên tiếp giáp với đường 40. Nếu mình mua cái nhà nó về ngay cái hành lang này, buổi sáng người ta hay bán cà phê ăn sáng á, cái khu vực này là của nhà mình luôn á. Nếu mình lấy về mình sẽ sửa lại cái hành lang này tí, mình trang trí bàn ghế cho khách khứa ngồi đây uống cà phê ăn sáng cũng được. Và cái view này thì nhìn ra công viên An Phú Hưng cũng như là kênh Rạch Bàn. Một cái khoảng cây xanh hiếm tìm kiếm cho những cái gia đình mong muốn ở đây. Rồi Tính sẽ mô tả lại cái thông tin cơ bản về cái căn nhà này rồi mình sẽ kết cái video lại nha các anh chị. Cái căn nhà này thì có diện tích công nhận là 128m2. Trong đó chiều ngang của nó là 7m và chiều dài của nó là 20m. Kết cấu của căn nhà là một hầm, một trệt, một lửng, hai lầu, cộng sân thượng. Hướng của căn nhà là hướng về mặt trực diện chính diện đường số 25 thì có hướng nhìn về hướng đông nam. Còn mặt từ đường bên hông là có đường số 40 là có cái hướng nhìn về hướng tây nam. Kết cấu là nhà đã có thi công thiết kế có thang máy di chuyển trên các tầng và tổng diện tích sàn là 432m2. Khu dân cư yên tĩnh gần sông lớn, sát cạnh Phú Mỹ Hưng, gần trung tâm hành chính và tiện ích xung quanh đầy đủ, pháp lý sổ hồng đầy đủ nha các anh chị. Giá đang chào bán là 32 tỷ. Nếu mà anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Tiến qua số điện thoại là 0983 383509 để Tiến có thể kết nối các anh chị gặp chủ nhà, mình có thể ngồi việc là việc với nhau. Nếu mà các anh chị thấy video này hay cũng như hữu ích thì hãy nhớ là bấm nút like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo trong thời gian tới của Tiến. Một lần nữa Tiến cảm ơn các anh chị đã xem phim. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong 1-2 ngày tới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.